Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Bản tin 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Thông tin đầu tiên, Sơn La xuất hiện mưa đá sau nhiều ngày nắng nóng. Khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 5, một số khu vực thuộc địa phận xã Tú Nang, huyện Yên Châu, Sơn La đã xuất hiện dông lốc và mưa đá. Trận dông lốc mưa đá kéo dài khoảng 30 phút đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhân dân, nhất là khi địa phương này đang vào vụ thu hoạch xoài và thời điểm nhãn đầu vụ. Hiện chính quyền địa phương đang tiến hành rà soát thống kê thiệt hại về cây trồng và vật nuôi trên địa bàn, đồng thời triển khai các phương án phòng tránh thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Trên địa bàn tỉnh Sơn La từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 5 cũng đã ghi nhận lượng mưa vừa đến mưa to tại nhiều địa phương như Phú Yên, Bắc Yên sau nhiều ngày nắng nóng và khô hạn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 25 tháng 5, một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta có thể gây ra mưa dông kéo dài ở miền Bắc. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông xảy ra ngay sau khi một đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày, nên nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Người dân cần chú ý đề phòng thiệt hại. Những thông tin về thiệt hại của Sơn La chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Ngay sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết của Cao Bằng. Cao Bằng, gió lốc và mưa lớn khiến hàng trăm nhà dân bị tốc mái. Gió lốc mưa lớn đã xảy ra ở các huyện của Quảng Hòa, Hà Quảng, Hòa Oan, Nguyên Bình, làm 342 nhà bị tốc mái, 123 ha hoa màu bị hư hại, ước tính lên đến 2,1 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió, rạng sáng ngày 23 tháng 5, các địa phương trong tỉnh Cao Bằng có mưa rào và dông ở nhiều nơi, có nơi mưa rất to, gây ra tốc mái nhiều ngôi nhà, gây gãy đổ hoa màu và cây lâm nghiệp. Gió lốc mưa lớn xảy ra ở các xã của huyện Quảng Hòa, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Hạ Lang của tỉnh Cao Bằng, làm 342 nhà bị tốc mái, trên 123 ha hoa màu bị thiệt hại. Hai tuyến đường nội đồng thuộc xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An bị sạt đổ kè chắn của hộ gia đình, gây vùi lấp lòng đường, sạt lở ta luy âm. Tuyến đường nội đồng thuộc xã Bình Dương, huyện Hòa An, ba nhà văn hóa xóm, trụ sở công an xã Mạ Ba, huyện Hà Quảng bị tốc mái. Mưa lớn cũng làm sạt lở 12 mét kè đá xây của một hộ gia đình thuộc xóm Nà Danh, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, ước tính thiệt hại trên 2,1 tỷ đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã lập đoàn công tác đến các xã bị ảnh hưởng, kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác tổng hợp, thống kê thiệt hại. Đến chiều ngày 23 tháng 5, các địa phương đã khắc phục cơ bản các mái nhà bị hư hỏng, ổn định cuộc sống của người dân. Dự báo thời tiết ngày 26 tháng 5, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa dông, tập trung vào chiều tối. Riêng từ Quảng Trị đến Bình Định còn nắng nóng, Nam Bộ vẫn còn mưa dông vào chiều tối. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm qua và sáng nay ngày 25 tháng 5, Bắc Bộ có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Do có mưa nên mức nhiệt ở khu vực này duy trì khoảng 27-34 độ ở phía đông Bắc Bộ, còn Tây Bắc Bộ cao hơn ở mức 35 độ. Sau đó mưa lan xuống các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Phú Yên, mức nhiệt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ tương đương với khu vực Tây Bắc Bộ. Nhưng từ Quảng Trị, Bình Định hôm nay còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Từ 26 tháng 5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực này. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ bắt đầu vào mùa mưa nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ, ngày nắng và mưa dông về chiều tối và đêm với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, còn Tây Nguyên nhờ lợi thế địa hình cao nguyên, nhiệt độ cao nhất ở mức 33 độ và đêm trời mát với 21 độ. Dự báo thời tiết chi tiết các vùng miền trên cả nước ngày 26 tháng 5. Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, phía Nam nắng nóng. Riêng khu vực vùng núi phía Tây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, phía Nam 35-37 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Riêng khu vực vùng núi, phía Tây từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở phía Nam 32-35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội có mây, sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Dự báo thời tiết 10 ngày tới, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Theo Trung tâm Dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và đêm hôm nay, Đông Bắc Bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái có mưa rào và dông cục bộ, mưa to đến rất to, tập trung vào đêm và sáng. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 15 giờ ngày hôm qua có nơi trên 60mm như Đại Từ của Thái Nguyên 180,6mm, Vĩnh Quỳnh của Hà Nội 171,1mm, Quang Huy của Sơn La 104,4mm, Tuyên Quang 104mm, Thanh Mai của Bắc Cạn 88,8mm, Vạn Mai của Hòa Bình 76,8mm, Đồng Tâm của Hà Giang 73,2mm. Từ chiều tối nay đến sáng sớm mai, Bắc Bộ, vùng núi phía Tây, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Chiều tối và tối ngày 25 tháng 5, vùng núi phía Tây, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Theo cơ quan khí tượng, ngày 25 tháng 5, Quảng Trị đến Bình Định nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-65%. Từ ngày 26 tháng 5, nắng nóng trên diện rộng kết thúc ở khu vực này. Nhận định thời tiết 10 ngày tới, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 26 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, đêm 26 đến ngày 27 tháng 5, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông rải rác. Hình thái thời tiết này cũng xảy ra tại khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên trong các ngày từ 26 đến 29 tháng 5. Khoảng thời gian từ đêm 26 đến 29 tháng 5, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Từ 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Dự báo 10 ngày tới 25 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6, nhiệt độ tại Hà Nội dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ, trong đó ngày 25 tháng 5, trời có mây, xuất hiện mưa rào và dông, ngày 26 tháng 5 trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 33 độ, các ngày sau đó Hà Nội có mây, trời không mưa. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.